Sau bằng nhập xin chào cả nhà. Em mới về được mấy con máy sưởi gốm bù ẩm của Nhật lên sóng phục vụ các bác nha. Mùa đông miền Bắc sắp tới rồi, thời tiết rất là lạnh. Những cái con máy sưởi gốm này nếu mà vào trong mùa thì gần như là cháy hàng, các bác mua rất là khó khăn đấy. Vì sao mà cái máy này nó đắt khách? Vì thứ nhất là nó công nghệ sưởi gốm, nó không gây khô da, không bị bỏng quá nhá. Các bác để tay đây thoải mái luôn, nhiệt độ nó rất là phù hợp. Đấy, không bị bỏng, không gây, nói chung là không sợ cháy nổ gì như các cái mặt hàng máy sưởi đơn thuần của Việt Nam mình hay của Trung Quốc. Đấy, bọn này Nhật nó làm cực an toàn luôn. Ngồi trước nó các bác cảm giác là không bị khô cháy như là các cái máy sưởi của mình. Đấy, cái chính là cái ưu điểm của cái công nghệ sưởi gốm mà các bác khách hàng tìm hiểu về nó thì các bác cũng biết rồi đấy. Nó rất là ưu việt. Thứ hai nữa là cái máy sưởi gốm của Nhật lúc nào đây, nó cũng có cái bình nước bù ẩm. Đấy, các bác cho nước vào trong bình này, bật sưởi trong phòng nó rất là dễ chịu, nó không cảm giác như là mình bị khô da ngột ngạt nhé. Đấy, chính vì vậy mà cái máy sưởi gốm này nó là một trong những cái máy được các bác chơi hàng Nhật săn tìm cực kỳ nhiều luôn. Con này đây nó là hàng đấu giá bên Nhật, em nhập về vẫn còn hộp đây này, hộp giấy vẫn vứt đầy này các bác nhé. Còn hộp giấy các bác nhé, hộp giấy nguyên thùng giấy đấy, chứ không phải là nhập hàng bãi xấu đâu. Đây là những cái hàng đẹp ở bên Nhật, họ vẫn đang dùng, có bày bán ở siêu thị. Bên Nhật họ cũng có siêu thị bán đồ cũ mà đấy. Nhưng mà họ chỉ bán các cái đồ chung là đẹp thôi, chứ còn nếu mà xấu quá rồi thì họ thường hay cho ra bãi. Còn đa số các cái hàng bày bán siêu thị thì hàng đẹp. Cái công nghệ của nó, của hãng Sharp này thì nó có thêm cái công nghệ ion khử khuẩn này. Đấy, ion khử khuẩn. Một cái máy sưởi của Nhật nó cũng không hề đơn thuần. Đương nhiên đồ Nhật thì rất là đắt rồi, nếu mà để mua mới thì nó rất là đắt, cho nên là rất là nhiều các bác khách hàng tìm đến cái đồ bãi mà giá trị sử dụng của nó vẫn còn rất là tốt. Trên máy thì rất là đơn giản thôi. Đây là cái nút tắt bật này các bác nhé. Tắt bật này. Ở đây là có 3 cái chế độ sưởi, có tự động. Đây là chế độ bù ẩm, thì em không cho nước, bình thì đèn báo hết nước này. Đấy, rất dễ sử dụng thôi. Đây là ion. Đây là hẹn giờ. Hẹn giờ các bác nhé. Đấy. Hẹn giờ có giữ tầm 1 giây là nó chạy. Rất dễ sử dụng, có chỗ này là B này. Đây là khu vực bình nước. Tem mác thông số, và đằng sau đằng trước đẹp như mới luôn. 1200W các bác nhé. Có hai sản xuất 2014 này. Chung là như mới tinh luôn. Đây. Bên này là cái phần bình nước, khay nước bùa. Khi các bác di chuyển thì nhớ là đổ cái nước ở đây đi nhé. Đây. Cái dây của nó to như này cơ mà. Đồ Nhật. Dây to như là dây Trần Phú 2,5 ly của Việt Nam. Đấy, họ làm chung an toàn, máy thì zin tuyệt đối luôn. Em sẽ bật lên và đây, tắt đi nhé, cái này nó không có nước này. Mình tắt đi. Chế độ đường đi. Đo nhiệt độ cho các bác nhé, nhiệt độ của nó ra rất là vừa phải. Đấy, mùa đông thì nói chung là miền Bắc mình khá là lạnh. Nhưng các bác có những cái con máy sưởi gốm này thì nó tuyệt vời luôn. Cái chiếc này thì hiện tại bên em đang bán là 3,5 triệu. Các bác lưu ý là nó sử dụng điện 100V nhé. Đấy. Các bác nào yêu tín, các nào yêu đồ Nhật, tín đồ Nhật thì mình dùng nó rất là hợp lý. Còn nhiều bác nghe thì điện 100V thì cũng hơi ngại. Thực ra là các bác phải mua thêm một cái biến áp cho nó nữa. Đấy, nhưng mà đối với hàng Nhật thì nó phải là như vậy. Nội địa Nhật mà. Phải điện 100V thì các bác mới thích. Như cái đồ này mà điện 220V thì nhiều bác lại không thích. Các bác lại bảo nó là hàng xuất thì lại không thích. Đấy, nhưng mà nó tùy tâm lý từng người. Đây, nhiệt độ đang test thế thôi này. Nhiệt độ nó chắc nó rơi sắp xỉ khoảng, nó chỉ ra khoảng 70 độ C thôi. Đấy, kể cả đây em đang ngồi trước đây coi. Nhưng mà nó cũng rất là dễ chịu thôi. Đấy, nó vừa lên 70 độ C đấy, 71 độ. Cái máy này của em nó đang bị hỏng rồi. Cái pin này thì 72 độ C các bác nhé. Chiếc này bán 3,5 triệu. Bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ, máy rất là đẹp đấy. Mã số 2 nhé. Chào các bác.